này á, thường là dạng như nó là dạng bánh thạch á, cho nên khi mình ăn á, mình để trong hũ như thế này mình ăn thôi, gọi là trong cái dụng cụ nào đó thôi, chứ không phải là cắt viên giống như là sữa chua dẻo hay là phốt pháp thì không phải nha. Một dạng bánh là ăn mềm mịn và tan trong miệng luôn, cho nên mình mới dùng là gelatin để tạo cái độ đông đó. Thì cái panna cotta này nó có nhiều cách để mà mình làm lắm, giống như là mình sẽ làm dạng như cái dạng siro, cái siro họ làm mà thêm gelatin, tiêm gelatin để mà mình tạo cái độ đông, và mình đổ nhiều kiểu lắm. Banana thì rất là nhiều kiểu để đổ, đổ nghiêng hành, nghiêng góc rồi này kia, nó nhiều kiểu lắm. Nhưng mà tại vì em thì em chỉ chia sẻ công thức thôi, thì em chia sẻ công thức rồi mọi người làm, thì mọi người sẽ tự biến tấu ra thêm nhiều cách để mà mình làm cho nó đẹp mắt hơn nha cả nhà. Đó. Nếu mà mình muốn làm mà làm cái bề mặt này đó thành một cái lớp đông có gelatin thì mình sẽ sử dụng là 1 gram gelatin để mà nó tạo đông được á. 1 gram gelatin là 55 gram chất lỏng đó, thì mọi người mình coi mình làm nha. Cứ 1 gram gelatin sẽ là 55 gram chất lỏng. Thì mình lại muốn mình làm tạo nhiều màu sắc cho nó đẹp á, thì mình dựa vào cái công thức đó mà mình làm nha cả nhà. Riêng em thì em chỉ làm đơn giản như thế này, em chỉ chia sẻ cái công thức để mà mình làm thôi đó. Nó giống nó rất là đơn giản luôn, khi mà đó như vậy nè, mình không cần phải tạo đông nó để làm gì, tại vì bản thân cái phần sữa này nó đã đông rồi đó, cho nên là em không cần tạo đông, và cái này là mình chỉ cần múc và mình ăn thôi đó. Múc mình ăn thôi, nó như thế này cả nhà đó, nó rất là ngon luôn đó. Cái này á mà cả nhà làm cho các bé ăn á, khi mà kinh doanh á, nếu như cả nhà mà kinh doanh thì mình luôn luôn khi mà mình giao cho khách á, thì mình phải làm bất cách nào để mà mình luôn luôn mình ủ nha cả nhà. Mình ủ ủ lạnh đó, để khi mà mình giống như mình cũng bỏ ủ như thế này, nhưng mà phải ủ lạnh, bỏ trong thùng đá ủ lạnh và mình mang đi mình giao cho khách. Tại vì khi mà cái phần gelatin này mà mình đem để nhiệt độ bên ngoài là một xíu nó sẽ tan chảy ra, nó không còn ngon nữa, nó sẽ tan chảy giống như thành hỗn hợp sữa bình thường, chứ nó không đông đặc như thế này đó. Nên khi mà cả nhà mình làm mà mình cân nhắc nha đó, theo cái công thức này thì nó vừa mềm mịn và vừa đông lại rất là ngon luôn, ngon lắm luôn á cả nhà. Nếu mình không có thời gian thì mình cứ mua những loại sốt bán sẵn, mình mua những cái loại sốt bán sẵn trên thị trường á, sốt sinh tố á cả nhà, về mình làm cũng được. Mình nếu mà mình không có thời gian làm thì cũng có rất nhiều loại sốt và cũng ngon lắm. Đây là cái sốt mà này là em đang ăn, nó là cái sốt Việt Quốc á, nó rất là ngon luôn đó. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của em nha. Nói nhiều quá thôi không biết nói gì luôn. Em nói hoài cũng vậy. Thì cảm ơn cả nhà đã yêu thương em, và khi xem clip thì nhớ đăng ký kênh của Khánh Vlog nha, và làm những cái món ngon cho gia đình mình thưởng thức, cho các con mình thưởng thức, và nếu mà mình thấy ngon thì mình cũng có thể kinh doanh được. Món này cũng kinh doanh cũng rất là ổn đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà nha. Cả nhà thì hôm nay em chia sẻ với cả nhà cái món panna cotta nha cả nhà. Panna cotta thì hôm nay em sẽ làm nhiều công thức là vị trái cây nha. Thì để làm panna cotta này em sử dụng là whipping cream của anh cho nha cả nhà. Em sử dụng là 180 ml whipping cream của anh cho. Sữa tươi em sử dụng là 100 ml sữa tươi, 100 ml sữa tươi. Đường em sử dụng là 45 g đường, 25 g nước lạnh, 5 g gelatin. Và bây giờ thì em sẽ là ngâm cái 25 g nước lạnh với lại 5 g gelatin này để em cắt thủy nha. Mình ngâm cho nó nở đi, lấy cái muỗng nhỏ. Cái
gelatin này mình 5g gelatin này mình sẽ ngâm với lại 25g nước. Nước lạnh nha cả nhà. Gelatin mình luôn luôn ngâm với nước lạnh nha, mình đừng ngâm với lại nước nóng nha. Kết chín liền nó không nở ra, nó kết chín luôn á. Vậy mình ngâm đây khoảng 10 phút đi cho nó nở cái gelatin này nha cả nhà. Sau khi mà mình ngâm gelatin nó nở là được khoảng 10 phút rồi cả nhà, mình sẽ bỏ vô mình cắt thủy nó nha cả nhà. Mình bỏ vô mình nước nóng là mình cắt thủy cho nó tan ra luôn nha. Bây giờ tiếp theo thì em sẽ làm cái hỗn hợp sữa nha cả nhà. Thì ở đây là 100ml sữa tươi, em sẽ cho vô trước. Và đường, 45g đường em cũng cho vô luôn. Đường với sữa tươi em sẽ nấu trước nha cả nhà. Nấu đường với sữa tươi trước. Cái món này thật ra nó cũng đơn giản và dễ làm lắm, nhưng mà chủ yếu là mình phải làm đúng cái định lượng và cái định lượng sữa, sữa tươi và kem sữa nó như thế nào để cho nó cái vị của mình nó hòa lại và nó ngon, nó vừa, nó không quá béo mà nó cũng không quá ngọt ở cả nhà. Thì cái sau khi mà cái đường tan rồi em cũng cho gelatin vô luôn nha. Cho gelatin vô, đường tan nè, cái sữa mình nó cũng lăn tan sôi rồi nè cả nhà, sữa tươi nó cũng thăng lăn thôi, thì em sẽ cho cái whipping cream vô luôn. Khi mà mình cho whipping cream vô thì mình đừng có để cho cái sữa này nó sôi nha cả nhà, nó tầm 80-90 độ là được, nó sôi tim thôi nha. Sữa cái whipping cream này nó phải không được sôi, nó tầm 80 độ là được rồi. Chủ yếu là mình cho cái đường với lại sữa tươi nó đã hòa quyện rồi, nó đã tan đường rồi, thì khi mà mình cho cái whipping cream vô thì nó là vừa ha. Món này rất là dễ làm và đơn giản lắm luôn. Nếu mà mình muốn làm vị cốt dừa đó cả nhà, thì mình sẽ thay 100ml sữa tươi là 100ml cốt dừa nha. Đó, 100ml sữa tươi mình sẽ thay 100ml cốt dừa. Mà nấu, nếu mà mình nấu cốt dừa thì mình cho cái vỏ chanh á, cho cái vỏ chanh lên, mình bào cái vỏ chanh. Cái vỏ chanh mình bào nhuyễn ra đi, xong rồi cái mình trộn vào chung với lại cái hỗn hợp cốt dừa sữa này thì nó sẽ ngon lắm nha. Đó, thì bây giờ là cái hỗn hợp sữa em đã được rồi nha cả nhà. Nó đã đều và nó gelatin nó cũng tan hoàn toàn ở trong cái hỗn hợp sữa này rồi, và em sẽ nhắc xuống. Và mình sẽ để cho nó nguội bớt xíu rồi mình sẽ cho vô cái hũ nhựa nha. Hũ nhựa, hũ thủy tinh mình muốn cho vô cái nào cũng được nha. Cái này á, mình sẽ đem đi vào mình bỏ tủ lạnh trong vòng 2 tiếng đồng hồ cho nó đông lại nha cả nhà. Cả nhà thì bây giờ là cái bánh của em nó đã đông rồi nha cả nhà. Đó, nó đã đông hết rồi đó. Thì bây giờ thì em sẽ lấy ra và em cho sốt lên. Thì đối với cái sốt á, thì hôm bữa em trong cái món mà trà detox, trà trái cây á, thì em cũng đã có làm một số cái cách làm loại sốt rồi. Thì cả nhà mình xem lại cái clip trà detox trái cây của em để mà mình làm nè. Đây nè, đó, cái sốt em làm hôm bữa còn nè. Cái này là sốt thanh long nè, còn cái này là sốt chanh dây. Và em sẽ làm thêm một cái em lấy cái sốt này là sốt kiwi người ta bán sẵn nè. Cái này là sốt Việt Quốc của người ta bán sẵn luôn.
À, thì mình chỉ cho lên cái này thôi cả nhà. Mình chỉ cho lên cái bánh bánh panna cotta này của mình thôi, tại vì biết sao không? Thì có một số cái công thức mà người ta làm á, người ta sẽ làm cái sốt ở trên mặt á, là sẽ cho gelatin vào để mà mình tạo cái độ đông luôn. Nhưng mà em không có làm cái công thức mà em làm á, thì sẽ không làm này, tại vì em muốn á, khi mình cho cái sốt lên á, thì mình vừa ăn được cái sốt chứ không phải là mình ăn cái dạng bánh thạch ha, thì nó sẽ ngon hơn, nó hòa quyện được cái vị ở trong cái bánh mình, nó sẽ ngon hơn nha cả nhà. Đó thì em sẽ cho cái sốt lên đây nha. Đó thì bây giờ thì em sẽ cho cái sốt lên luôn nha cả nhà. Đó, em cho cái sốt này là sốt Việt Quốc nè.